Alo, chào mừng các bạn đã quay lại với channel Vui Tặc Vinh My của mình nha. Rồi thì ok, hôm nay là buổi sáng thứ bảy rồi, cũng gần cuối tuần mất tiêu rồi. Một tuần nó trôi rất là nhanh các bạn ơi. Mà mình đăng thì cũng khá ít clip. Với lại mình thấy dạo này sao các bạn ít xem clip mình quá, đăng ra rất là ít. Các bạn, mình mong là thời gian này trở đi thì các bạn xem ủng hộ mình. Thì mọi yêu cầu, mọi cái tướng mình test, tất nhiên thì mình sẽ test rồi, nhưng mà phải có thời gian, các bạn hiểu không? Rồi thì mình có hứa với các bạn là mai chủ nhật thì mình up cái clip Sabo thì chắc chắn là sẽ có. Mình thì đã quay rồi, nhưng mà mai đúng ngày chủ nhật, sáng mai ngày chủ nhật thì mình sẽ up cho các bạn xem. Ok nha. Còn bây giờ là sáng thứ bảy, hồi sáng nãy mình vừa up cái video test cái thằng Kit Haki, đệ tử của Râu Đen bán dây chai á. Thì có bạn nào chưa xem thì cũng vào xem ủng hộ mình. Còn bây giờ thì mình sẽ test thêm một cái con tướng nữa thì cũng có liên quan với Sabo, đó là anh em kết nghĩa với lại ba anh em trong nhân vật chính của chúng ta, đó là ai? AC á, cái tên nghe giống như lúc đầu đứng đầu AC vàng AC bạc đó. Thì một ai này, anh chàng ai này thì cũng có rất là nhiều bạn yêu cầu mình test từ rất là lâu rồi, thì mình cũng có hứa nhưng mà mình chưa có test, mình chỉ mới test mấy con kia thôi. Thì hôm nay mình theo như lời hứa thì giờ mình sẽ test thằng ai này, cũng như là khi nó haki lên nha. Ai bình thường này thì mình sẽ test bên server 258 với HE, còn ai haki á thì mình sẽ qua bên river.cn để mình test ai haki đây. Thì nó sẽ về nhân vật thôi. Thì đây là ai, hình dạng cũng hơi nhỏ chút, nhưng mà khi haki rồi lớn lên rất là nhiều. Anh có một chiếc nón này rất là đẹp, dây chuyền, đeo dây chuyền, rồi mặc đồ quần quần đuôi, nói chung là rất là phong cách, ra dáng một cái hải tặc đấy. Thì trong phim thì anh này đã chết rồi, rất là đáng thương tội nghiệp khi mà anh đỡ đòn cho Luffy và bị Akainu đánh chết. Thì đây là một nhân vật nói chung là rất là được nhiều fan hâm mộ cũng như là ủng hộ luôn, nhưng mà anh ấy đã giờ anh ấy coi như là hy sinh rồi. Thì bây giờ mình sẽ triệu hồi anh ấy lại, đây là ai, và mình sẽ test anh ấy nha. Rồi không có nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ test, mình đã đeo cẩn thận rồi, giờ mình sẽ thử đi phó bản trước, test thằng ai chưa haki và tí nữa sẽ là haki. Rồi mới chỉ đi tới phó bản Kuro thôi, kẻ kẻ cầm muỗng gì đây, Kuro nhà thôi miên vậy. Không phải, đây là Zango, nhà thôi miên Zango. Còn đây là giờ đánh đây. Rồi giờ mình sẽ vô nha. À này, đánh nổ cho mình nè, đeo xuống đây cho rồi. Đó. Quậy, giờ này mày hàng hét vậy, ồn ào quá. Rồi xuất chiêu đi ai ơi. Rồi ai, ai, ui à, mới vào bắn tao liền mày. Quậy, chết nhanh dữ vậy. Ui à. Ui à, một đấm. Ôi có vẻ như anh chơi cái chiêu đâm tay xuống đất. Tại sao anh lại ngu người đó nhỉ? Đâm tay xuống đất mà máu hay lửa nó phụt ra luôn. Có vẻ anh rất là đau tay. Rồi mang kính xuống đây. Không là nó quẹt mình cái mình bị mất tuôn. Rồi vô. Tiếp tục nghe. Tại sao anh lại đánh đâm tay xuống đất nhỉ? Ôi giời ơi, bắn ghê thế. Đâm này xuống đất rất là đau ấy ơi, đừng có đâm. Ui đâm né thì chơi bờ gì. Rồi bà kia lại có nổ. Ui giời, đặt chân hình sai rồi. Bà này phao chết tiêu của con nhỏ này bà. Ui một trận hình sai trái, mình vẫn chưa thấy được chiêu nổ của ai, nên mình sẽ tháo xuống đây. Xuống chưa vậy? Rồi đánh với ông này biết đâu trâu trâu đừng trúc. Ui yeah, cái con gì giống ma bư đó. Ui giời, cái chiêu vò quái đứng tại chỗ đấm mà cũng chết nữa, tôi đang lên lòng rồi không được cái chiêu nổ này, mình bị xui sao á các bạn, thế mà nó bị chắn đòn. Rồi giờ mình sẽ đánh cái nhà Van Gogh này luôn đó, lần này sẽ thấy nổ thôi, đừng có chắn đòn nữa. Rồi thì chiêu đấm tay xuống đất nè, thôi miên không, thôi miên chết luôn. Rồi có nổ rồi. Đấy, bắp lên đi cho xem nọ ơi, dạ coi anh có lật giọng giọng chân xuống đất hay sao. Wow, một luồng lửa cực to,
Các bạn đã thấy không? Thì có vẻ thì các bạn chắc cũng biết rồi, thì cũng rất là nhiều ID cũng được test rất là nhiều trên YouTube, cũng như các bạn rất là nhiều bạn biết rồi. Bây giờ mình sẽ test sơ lại thôi. Đó, đâm tay xuống đất, mình kêu đầu là đâm tay xuống đất rồi về nhà băng vết thương. Hay đâm tay xuống đất thì rất là đau. Rồi, còn kêu nọ là phun ra lửa cuộn, lao là cháy hết quần áo luôn. Ok, thì đó là anh chàng ai của chúng ta. Đây là anh chàng ai. Bây giờ mình sẽ qua đây mình test Haki. Thì sau khi lên Haki rồi thì cái dây chuyền này nó đeo có vẻ to hơn một chút. Rồi bán cái nón luôn rồi. Quần thì cũng vậy thôi nhưng mà to hơn một chút, với lại đôi giày mới. Đây các bạn thấy đôi giày mới nè. Nói chung là anh đã hy sinh cái nón của mình, anh bán đây, anh sắm sắm một số thứ mới. Cái này lớn hơn, cái quần to hơn, rồi đôi giày mới. Ok. Thì giờ mình sẽ test ai Haki. Ok. Ôi giờ anh này thua chắc rồi, ngu gì mà đi. Ok, mình sẽ tìm cái phó bạn thích hợp nha. Rồi đi phó bạn này đi. Thử coi cái ăn không. Đây là nhân vật ai. Nhân vật ai của chúng ta rất là nhây. Ai rất là nhây. Rồi giờ mình đánh nhân Basita thử nha. Không, đây là Kuma. Con quyển sách là Kuma rồi. Rồi ok. Ui con này đánh hàng phía sau đúng không? Được. Cho nó xuống đây. Rồi vô. Coi làm cái gì nha. Để coi lần này anh ấy có đấm đầy xuống đất không nha. Haki rồi, lớn rồi, đừng có chơi ngu nữa. Chơi ngu là một cái tật xấu. Đấy, làm nọ đi. Đừng ngắm này xuống đất nha. Úi giời ghê đấy. Quái, quái chiêu vậy. À, súng mà, súng lửa. Tay tay anh bây giờ là súng lửa rồi, anh bắn ra những cái tia lửa. Bắn 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 chiêu. Rồi, có nọ rồi, xuất chiêu đi. Vào đi Kuma ơi. Ui giời làm gì, gãy ngứa làm chứ làm gì. Ui là cũng thấp đấy. Ủa? Wow. Rồi một được trăm mấy k ra quá, 1 triệu đó mình không nhìn rõ nhưng mà cũng là phóng ra lửa cuộn nhưng mà rất là đẹp hơn. Anh đứng dậy đó có nọ rồi à. Và đấy trên hai bàn tay nấy xuất hiện hai quả cầu lửa và nó bắt đầu phồng nè. What đó các bạn thấy không, nổ cái giảm đốt cháy. Ui là ngon ngon. Cái lửa cuộn này thì nó rất là nhiều ánh sáng đẹp. Quậy bà này mạnh dữ vậy. Rồi em mà cũng win. Ok giờ mình sẽ đi với con zombie này để mình test sơ lại về cái thằng này nha. Ok rồi đeo đây là thích hợp nhất rồi. Chuyện đi leo leo. Rồi thì chiêu thường là gì đây? À bắn súng đúng rồi. Tay tay ta mấy là trở thành hai cái súng lửa, bắn ra những cái viên đạn lửa lóe sáng khi nhà đối phương mờ mắt chói mắt chết. Rồi ok đã có nọ rồi. Ui là phượng hoàng à, phượng hoàng hòa. Wow, đẹp ấy, các bạn thấy giống như 7 màu đó, rất là đẹp. Ok rồi lần này không có nọ rồi, không biết nhiều nọ, 40 nọ thôi. Ai của chúng ta chỉ hồi được có 40 nọ thôi nhưng mà không sao. Giờ chúng ta sẽ thấy được là cái chiêu bắn súng liên hoàn. Ủa sao lại có nỏ rồi, đánh mới lòng vậy. Rồi phao luôn đi. What? Mạnh vãi, mạnh đó chứ các bạn. Hay Haki này vừa đẹp mà vừa mạnh nha. Ôi giời ơi làm gì phóng ra mấy cái cầu cầu vòng á thì làm cái gì, lên nỏ con. Rồi không lên nỏ rồi, bắn súng đi, chết luôn. Đúng là bắn súng người nước chết thôi chứ làm gì. Rồi giờ mình sẽ lên một bậc đi, kiếm cái con mới mới một chút. Rồi ông ở mod bọc ngọt hả, ông này mình cũng đánh rất là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ đi lại nha. Ok có cả mấy con đầu bò nữa nè. Đây là web ai gọi là river.cn, thì web này cũng tương đối mạnh vô đất miền Nam. Rồi bắn súng em. Ui giời ghê, đốt cháy nữa các bạn ơi. Bắn cái vô thường có đốt cháy nữa. Rồi, đồng bò. Anh sẽ cho em về chuồng bò luôn. Cho em mấy lần về chuồng bò thì chưa sợ. Ui giời gãy ngứa. Nhưng mà anh ấy đã bị mê hoặc. Rồi, có nổ rồi. Quả thuật. Quả cầu lửa. Ui chú. Ui giời ghê vãi. Có nổ khí giảm nữa. Skill đẹp đấy nhá.
không là lửa lửa như lửa 7 màu á, còn bên ai thường thì chỉ có lửa như lửa 1 màu thôi. 2 cây rồi thì nó sẽ có nhiều màu hơn, đó là thể hiện đẳng cấp của một người trưởng thành đã bán chiếc nón của mình đi để mua đồ mặc, đồ để giày rất là đẹp rồi. Lao lao khẩu khí giảm luôn, có vẻ như ông này mặc giáp hay sao bắn bắn không có thủng được bộ giáp, quá là kiên cố rồi. Ok rồi, ui ui anh mod có nọ rồi kìa, làm gì? Wow, pháo đẹp thế. Rồi pháo đi này, ông máu lại rồi, sau tất cả cố gắng thì đã đầy máu. Lao lao, ui à, con này sắp chết rồi, con đầu bò này sắp chết rồi, còn 2 giọt hả, không biết phải 2 giọt không biết. Ở mod bán bột ngọt hả mày? Rồi giống nhất rồi, cái ông đầu bò bị Mirala là giết cho uống rượu độc cho anh luôn. Rồi tiếp theo sẽ là ai đây? Đẹp quá, đẹp. Rồi chúng ta sẽ kết thúc nhanh gọn lẹ đi, bên hiện tại mình thấy là đánh bồ nhà không mà không có đánh mình. Ui, ông này cầm 2 cái đao chém kia thế. Rồi bắn ông kia chết nè, súng đâu? Lao lao bày giáp liền, banh bộ giáp luôn, súng súng lửa đốt đốt cháy bộ giáp luôn. Rồi ok mình sẽ kết thúc trận hình này sớm nha. Cái ông này là chết nè, ông ở mod này chết luôn nè, ông này chết luôn nè. Rồi kết thúc ba ba tên luôn, quải con Mirela này, rồi 2 tên cũng được. Quải cái gì vậy? Ôi dạ, anh đầu bò này anh không có chiêu gì mà ghê gớm, giết được cả ai của mình rồi. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ win này, mình sẽ trả thù cho ai nha. Đúng là số phận của ai chết rồi là vô đây cũng chết hay sao á. Rồi cho nó uống ly rượu đi, câu bò giờ chuồng bò. Rồi mình làm trận cuối mình nghỉ nha các bạn, clip cũng tương đối dài rồi. Ok có cả mấy thanh niên cởi 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 voi, thanh niên người mình voi. Rồi để coi anh có từng lấy thịt đèn người được không nha. Ôi dạ, ngươi vào lâu vậy em, mới khen nãy xong giờ té hen rồi. Rồi cũng sĩ cưỡi voi bắn thì chết voi rồi. Ái da, ghê cuối giờ ghê con voi ghê đấy, có cả kiếm và giáp nữa. Rồi phòng ngự tuyệt đối ý, mình cũng chả biết cái chiêu kỹ năng của chính lấy đồ ra nữa. Rồi ok thôi thôi, quả thuật đâu, đốt cháy hết cái bọn này đi. Voi nướng nè, cho thành voi nướng này. Lao lao, rồi hiện tại là voi sẽ bị nướng rồi, mình sẽ cố gắng chờ đợi thời gian để có món voi nướng. Ui già ơi, giờ mình quải quải chiêu gì ghê đấy, đánh lỏng rồi, chưa test được cái nhiều rồi cả, đã chơi nguyên một cái quả tiễn rồi. Mình đang định nói với các bạn là cái ông này ông râu sao mà ông dài dữ vậy, bạn thấy không? Râu người để rất là công phu, rất là nhiều năm. Rồi tuyệt vời, chúng ta xem lại chiêu nộ của ai một lần nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ nha. Rồi cho con voi uống ly rượu độc này, lao lao nữa ông máu mê hoặc luôn, yêu nó rồi. Quả thuật quả câu lửa, lao lao rồi đó, không tàn bộ địch. Ui giời, máu nhiều thế. Ok mình đã win. Thì clip của mình cũng vậy thôi, thì hôm nay mình test thằng ai cũng như là ai thường cũng như là ai haki đây, cái tướng này rất là nhiều bạn yêu cầu mình rồi nhưng mà hôm nay mình mới test. Thì hôm nay là thứ bảy, mai là cuối tuần thì mình sẽ up video sabo nha. Thì mình cũng mong là các bạn xem clip của mình ủng hộ mình thiệt là nhiều, like share subscribe đăng ký và comment, cũng như là các bạn nào kích vào quảng cáo, nếu các bạn nào thấy quảng cáo kích vào quảng cáo cũng là một phần ủng hộ mình rất là nhiều nha. Thì đó là những cái điều mình muốn nói thôi. Like, share, subscribe, đăng ký kênh. Hiện tại cũng gần 1.000 sub rồi. Thì mong là các bạn ủng hộ mình, cũng như là click vào đăng ký ủng hộ mình để mình có thêm một cái nguồn động lực, nguồn nói chung là niềm vui để mình ra những cái clip, như ra là nhiều clip. Rồi ok, thì mình cũng dừng clip này thôi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.